Hello, hello, hello. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Hello Hào. Hôm nay là một tập rất là đặc biệt mà Hào muốn dành tặng cho tất cả các bạn vào ngày thật là đặc biệt trong tháng 2 này. Các bạn có biết gì không? Đó chính là ngày Valentine's Day. Và Hào cũng xin chúc tất cả các bạn có một ngày Valentine's Day thật vui, thật hạnh phúc bên những người mình yêu thương nhé. Các bạn có thấy không, đằng sau Hào là nến nè, nhạc love songs nè, cũng như là có rượu đỏ nữa. Rượu đỏ đây. Các bạn có thấy là tràn ngập niềm vui và hạnh phúc không nào? Hả? Không có người yêu. Ế lâu năm. F.A. Vậy thì mình sẽ có một câu chuyện để nói vào cái video này ngày hôm nay nhé. Bắt đầu. Bây giờ mình uống rượu đi rồi mình nóng nóng lên mình sẽ nói chuyện tiếp về cái ngày này và tại sao mà Hào muốn làm một cái tập thật là đặc biệt về ngày Valentine's và giải thích cho các bạn biết về ngày Valentine's. Thì uống trước nha. Yum, Dolcetto, Italian wine. Có thể nói là bây giờ mình sẽ không ngồi mà kể lại cái lịch sử của ngày Valentine's, mà chị sẽ nói là ok, ngày Valentine's là cái ngày đặc biệt dành cho tình yêu, dành cho tất cả đôi lứa yêu nhau. Đúng và cũng một phần nào đó cũng không đúng. Ý nghĩa của ngày Valentine's không chỉ dừng ở đó, mà ý nghĩa của Valentine's sẽ dành cho tất cả những người mà mình yêu thương, không phải là chỉ riêng về những cặp đôi tình nhân với nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ quên đi về cái lịch sử ra đời của ngày Valentine's. Thật sự là Hào cũng chẳng có biết rành, nhưng mà Hào biết chắc chắn một điều là ở những nước tiên tiến, họ xem ngày Valentine's là một cái ngày mà trao cho nhau yêu thương, nói với nhau những lời ngọt ngào nhất và thể hiện tình cảm. Và Valentine's cũng có thể dành cho chính bản thân của mình nữa. Hồi đó lúc mà mới qua Mỹ, thế là đi học ESL, thì có một cái ngày đó là ngày Valentine's, cô của Hào đã đem nhiều quà đến, chocolate, rồi hoa, rồi có những cái đồ để tặng cho tất cả các bạn trong lớp. Thì Hào cứ thắc mắc là, ủa tại sao cô làm như vậy? Thì cái ngày chỉ là những người cặp tình nhân tặng cho nhau, tại sao lại mình lại được quà? Thì sau cái buổi học đó thì Hào mới hiểu là cô giải thích là Valentine's là cái ngày mà để cho mọi người thể hiện tình cảm với nhau, chứ không chỉ là cho những cặp đôi yêu thương nhau. Thế là từ đó trở đi á, Hào thay đổi hẳn cái quan niệm của mình về ngày Valentine's. Thế là Hào sẽ không có nghĩ là oh, Valentine's, mình không có người yêu, mình không có bồ, mình không có ai bên cạnh, rồi mình sẽ rất là buồn, mình sẽ rất là chán nản. Nhưng mà bây giờ thì nghĩ lại á, ngày xưa sau khi mà học xong cái lớp học đó thì Hào mới nhớ là oh, Valentine's là cái ngày mà dành cho tất cả mọi người, dành cho tình yêu. Vậy còn các bạn đang độc thân thì các bạn sẽ làm gì trong ngày Valentine's? Sau đây Hào sẽ có những cái tips mà giúp cho các bạn được tận hưởng một ngày Valentine thật là trọn vẹn và thật là hạnh phúc. I need your love. Hãy dành ngày Valentine là ngày của chính bản thân mình. Tại sao lại nói như vậy? Các bạn thử nghĩ, mình muốn dành tình cảm cho rất là nhiều người, nhưng có bao giờ mình thử nghĩ rằng mình muốn dành tình cảm cho bản thân mình hay không? Ở những nước tiên tiến như là họ có một cái thói quen đó là họ dating bản thân của mình, có nghĩa là họ sẽ dẫn bản thân của mình đi ăn nè, là đi ăn một mình nè, đi xem phim một mình nè, rồi đi uống một mình. Có thể là người châu Á mình có cảm thấy rất là kỳ tại vì đi đến chỗ đông người một mình, nhưng thực sự đó là một cái thói quen của người phương Tây. Mà có thể là khi đó là họ tự lập từ nhỏ nên Hào nghĩ là cái đó thì sẽ dễ hơn. Nhưng mà nếu như mà các bạn thử làm một lần đi, các bạn thử dẫn mình đi xem phim trước đi là cái gì mà dễ, Hào thấy là dễ nhất. Tại vì hồi đó Hào đi xem phim á, lần đầu tiên Hào đi xem một mình á, Hào xem xong á nửa bộ phim, cái nhà thấy kỳ cục quá Hào đi về. Nhưng mà sau này khi đi qua Mỹ lại á, công việc, cuộc sống rất là bận rộn, cũng không có nhiều bạn á, cái một ngày đó là quyết định đi xem phim một mình. Thế là từ đó là Hào thích đi xem phim một mình luôn. Tại vì các bạn đi vô rạp phim, các bạn đâu có nói chuyện với ai đâu, các bạn chỉ ngồi và nhìn màn hình mà xem phim và thưởng thức thôi, đúng không? Vậy thì tiếp thứ nhất, tự yêu thương bản thân mình bằng cách dẫn mình đi xem phim một mình, hoặc là đi ăn một mình, hoặc là đi uống cà phê một mình, hoặc là đi uống cocktail một mình, và tận hưởng không gian đó và cái ngày đó chỉ nghĩ về bản thân mình mà thôi.
tiếc gì mình đã làm được, mình đã đạt được, nhưng mình chưa được và gì mình mong muốn cho cuộc sống tiếp theo. Đó là một ngày mà các bạn có thể yêu thương chính bản thân của mình. Đó gọi là self love với các bạn rất là quan trọng mà họ đã học được trong những năm qua, mà hôm nay họ nghĩ đây là một cái tập rất là đặc biệt mà họ muốn chia sẻ với tất cả các bạn. You are my drug, the scary... Yêu thương bản thân một mình rồi thì bây giờ mình phải làm cái gì đó thật là tốt cho mình, đúng không? Bây giờ ai cũng đi chơi hết, ai cũng có quà tặng cho nhau. Thì bây giờ mình, nếu mình một mình thì mình hãy mua một món quà mình thích tặng cho chính bản thân mình. Đó có một cách gọi là self love, một cách yêu bản thân của mình. Thường thì Hào hay thích mua quần áo nè, không thì mua đồng hồ nè, mua nhẫn nè. Còn các bạn thì tới ngày đó thì cứ nghĩ xem một cái món quà gì mà mình rất là thích từ lâu rồi. Đây là một cái dịp rất là đặc biệt mà mình phải dành tặng cho chính bản thân của mình. Tại vì mình yêu bản thân của mình mà, đúng không? Vậy thì nên suy nghĩ điều đó nhé. Đi ăn một mình rồi nè, đi uống một mình rồi, đi xem phim một mình, tặng quà một mình rồi, giờ cũng không đủ nữa. Thôi về rủ mấy đứa bạn đi chơi. Nếu đứa nào mà có bồ thì thôi cho nó đi chơi với bồ, đứa nào không có bồ thì tập trung lại đi chơi với nhau. Thế là cũng là một ngày mà chia sẻ tình yêu dành cho tất cả những người mình yêu thương, đúng không? Là những người bạn bè. Rồi người ta thường hay nói có cái câu là biết tại sao ế không? Tại ế là tại vì đi chơi với những đứa ế. Nhưng mà đừng có nghĩ như vậy. Tại vì đi chơi với những đứa ế nên sẽ gặp những đứa ế khác, rồi những đứa ế khác sẽ gặp mình. Thế là biết đâu rồi mình sẽ lại thành đôi với một ai đó thôi. Nên đừng bao giờ mà dập tắt hy vọng. Và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng trời ơi trong ngày Valentine này mình không có bồ, buồn quá. Các bạn à, thực sự là các bạn có bạn bè nè, các bạn có những người yêu thương nè, và các bạn có chính các bạn nữa. Nếu các bạn không yêu thương các bạn thì làm sao mà có thể các bạn yêu thương người khác, đúng không nè? Vậy thì cheers cho những bạn đang single, và chúc cho các bạn sẽ tìm được nửa kia của mình. Còn nếu mà hiện tại chưa tìm được nửa kia của mình thì hãy cứ vui vẻ và cứ tiếp tục sống nhé. Bởi vì biết đâu đó phía xa đằng kia có một người đang chờ các bạn. Và bây giờ họ sẽ có một challenge dành cho tất cả các bạn. Challenge này sẽ rất là dễ. Các bạn chỉ cần nhấc điện thoại lên, nhắn tin cho người, một người bạn thân nè, ba mẹ nè, bạn bè học cùng lớp nè, hoặc là những người làm chung với mình nè. Không nhắn tin thì sẽ nói trực tiếp nè nếu các bạn muốn nè, hoặc là gọi điện thoại nói rằng Happy Valentine's. Mà nếu ai á mà có thắc mắc là tao với mày đâu có yêu nhau đâu, thì cũng chỉ trả lời rằng ngày này là ngày dành cho tình yêu, sự yêu thương, và các bạn đang lan tỏa sự yêu thương. Đó là một điều nên làm và cần làm. Ok nhé. Các bạn có thể để những comment nè, cũng như là chia sẻ với Hào về ngày Valentine's của các bạn sẽ như thế nào. Nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe. Không cần chia sẻ rộng rãi đâu, chỉ cần xem là được rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào tập tiếp theo của Hello Hào. Và xin chúc tất cả các bạn có một ngày Valentine's tràn những tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc bên những người mình yêu thương nhé.